quả đấy biết được. Mèo đi buồn à? Chở cho ông anh dế. Đi té nghiến mà giờ mất ít thôi, mới đổ ăn của nó thì sắt ruột đi. Thôi lấy làm gì? Đấy, mình cố làm gì? Mình đỗ chỉ sợ lấy rồi sau đít mình nhìn ghê lắm, đít con mẹ. Đèn cảnh báo bật rồi, đi đâu ý thức quay không? Chứ quả bò kia nó nghiến ít, nhưng mình mà đi nghiến qua là hơi nhiều. Nhiều ấy, mình đỗ lại thôi.